Cửa hàng âm thanh số tốc độ xin kính chào toàn thể các bác. Ngày hôm nay cửa hàng em xin được giới thiệu cho các bác, đây là một cái lô mic mà cũng lâu lắm rồi. Thì ngày hôm nay cửa hàng em lại mới tiếp tục cập bến lần thứ hai. Nó chính là mic của BF Audio. BF Audio là một cái thương hiệu rất là lớn của Đức và mọi người gần như là ở thị trường Việt Nam đều quá quen thuộc với cái thương hiệu BF Audio rồi. Và kể cả ở Việt Nam cũng đã có những cái đơn vị phân phối của thương hiệu BF Audio. Thì với cái dòng mic BF Audio khi mới chúng ta mua thì giá nó khá là cao. Cho nên là hiện tại bây giờ ở thị trường Việt Nam nếu mua một bộ mic BF Audio mà hàng chính hãng nhập khẩu thì mọi người đang hơi e ngại. Đấy, bởi vì cái giá nó cũng có tầm khoảng độ 7-8 triệu một bộ. Đấy, nhưng đối với những dòng mic BF Audio mà hàng bãi thì hiện tại thị trường Việt Nam giá lại khá là mềm. Nó có nằm chung mâm với những dòng mic khác. Cho nên là tiếp cận nó khá đơn giản. Đấy, đặc biệt là mic BF Audio đều có cái một kiểu dáng họ thiết kế rất là đẹp. Mặt phía trước toàn bộ là phải nhôm. Và cái đặc biệt ở mic BF Audio mà em rất thích. Đấy, đó chính là cái phần tai, cái tai bắt tủ bác. Thì thay vì với những dòng như Beyer, mọi hãng khác thì chúng ta là phải dùng một cái tai rời bằng sắt. Chúng ta bắt ốc ở bên đây để chúng ta nối thêm dài ra để chúng ta bắt tủ. Thì đối với cái hãng BF Audio á, thì nó lại không làm điều đó. Nó làm liền luôn các bác, nó làm một cái hai cái tai hai bên là nó liền luôn, liền mạch với lại cái phần mặt luôn. Và cũng là bằng nhôm luôn. Thì khi chúng ta để cùng với con vang số và con đẩy á, thì cái chiều ngang nó sẽ bằng nhau luôn. Và nó rất là đẹp. Đấy, chứ nó không phải là một cái ví dụ chúng ta để con vang mà bỏ vào con đẩy nó đã dài rồi, chúng ta lấy cái bộ mic chúng ta lại cụt vào trong. Hoặc chúng ta lắp một cái tai rời thì nó sẽ là màu khác, nó không đẹp bằng. Thì đối với BF Audio họ làm rất tinh tế. Thực sự với cái kiểu này thì em rất là thích, và đặc biệt là người tiêu dùng người ta cũng thích cái kiểu này. Nhưng mà không hiểu tại sao mà nhiều hãng người ta lại không làm. Đấy, rất là buồn cười các bác. Rất là đẹp, thực sự rất là tinh tế nhưng lại không làm. Đấy, BF Audio thì họ làm rất nhiều màu đen, thực sự em thấy rất là thích. Đấy, thì cái dòng này họ vẫn sử dụng là cái màn hình dài một màn hình thôi. Đấy, và vẫn dò mắt vào hồng ngoại. Thì các bác lý được mà em là với BF Audio được họ dò sóng mắt hồng mấy mắt hồng ngoại bằng hai mắt IR cơ. Thì chúng ta có thể mắt rò bên nào cũng được. Đấy, rò bên nào cũng được nhá. Thì một số hãng đa số như Beyer đều họ chỉ dùng một mắt thôi, nhưng dòng này chúng ta dùng hai mắt thì chúng ta rò bên nào cũng được các bác nhá. Cái volume của cái cổng BF Audio thì chúng ta không phải ấn nút nữa mà chúng ta có thể chỉnh bằng cái volume đây. Và những cái chiếc áp đây là đều là chiếc áp bi. Chiếc áp bi hết các bác nhá. Đấy. Và cái núm đề ở đây, cái núm mở volume thì chúng ta cũng cái núm mà để mở nguồn á, nó cũng là dạng ấn đề. Thì cái ấn đề ở đây chúng ta gọi là ấn đề cho nó vui đây, bởi vì là chúng ta bật thì chúng ta phải ấn 3 giây. Và khi chúng ta tắt nguồn chúng ta cũng phải ấn 3 giây để chúng ta tắt nguồn các bác nha. Đấy, lưu ý ở chỗ này một chút. Thì cái lô mic BF Audio lần này em về thực sự nó đẹp hơn cái lô mọi lần em lấy khá là nhiều. Đặc biệt là nó đẹp hơn. Màu là màu vàng gold đồng. Đấy, vàng gold nhưng mà nó hơi ngã đồng các bác ạ. Gold hẳn cũng chẳng phải đâu. Đúng ra chúng ta gọi là màu vàng đồng. Màu vàng đồng các bác ạ. Đời này là đời con vàng hết các bác nhá. Lần này em là đời con vàng và cổ là cổ trắng hết. Đấy, đời con vàng, đời con vàng cổ trắng. Thì cái thích nhất của cái đời này là em thích nhất là cái đuôi mic này. Đây là cái đời đuôi chống vỡ các bác. Đuôi chống vỡ. Thì cái đuôi này các bác thấy là mỗi lần mà em sử dụng là em cứ thao hồ vặt thoải mái các bác. Nó nảy lên các bác ạ. Các bác thấy bật đúng không ạ? Lau một cái thôi, nó lại bình thường. Lại như mới luôn. Đây là một cái ưu điểm của cái đuôi này. Cái đuôi này rất là bền. Nó không giống như những cái đời cũ, những cái bản BF Audio mà bản đời cũ là nó là đời đuôi nhựa này các bác, đập cái là vỡ luôn. Rất hay vỡ. Và cái dòng mic này bác biết là hát thì nó chỉ yếu là hay vỡ, nó hay vỡ đuôi thôi mà. Nó hay vỡ đuôi và hỏng và hay mốc chụp thôi, chứ còn cái thân này là nó chẳng bao giờ hỏng đâu các bác. Làm sao mà nó rơi nó hỏng được. Đúng không ạ? Kính thì cùng lắm vỡ, ít khi vỡ kính lắm. Đấy. Nhưng mà các bác cũng yên tâm, đối với đến cửa hàng ông xanh số tốc độ cái lô này ấy, thì nó đẹp hoàn hảo luôn. Nó rất là đẹp và những cái gen này là các bạn nó rất là êm. Những cái lẫy pin đang còn nguyên. Đây các bác nhìn đây là những cái lẫy giữ pin đang còn nguyên hết và những từng cái chạm pin tiếp xúc này. Chứng đạn tiếp xúc này bác nhìn là đang sáng quắc luôn. Đấy. Cũng có chế độ sống gần sống xa. Cái lô này đang rất là đẹp luôn. Cho nên là cái chuyện mà bộ lọc vỡ các bác yên tâm mà không bao giờ lo. Và đặc biệt khi các bác mua hàng cửa hàng âm thanh số tốc độ là có một cái ưu, một cái mà gần như cửa hàng khác không có. Đó là tất cả những cái đuôi này. Những cái đuôi này này, những cái kính này, những cái nút này, những cái chụp này. Bên này sẽ hỗ trợ các bác chọn đời luôn. Bên em có rất là nhiều những cái đuôi, những cái kính này và hàng line new và em xin được rất là nhiều. Và đang rất là đẹp, nói chung là đang rất là đẹp. Đương nhiên là nó không đẹp như mới được. Nhưng tầm 8-90% đang rất là nhiều. Và các bác mua mic ở cửa hàng âm thanh số lúc đó trong quá trình sử dụng. Những cái chụp mic không may bị rơi móp này, hỏng này. Những cái kính không may bị vỡ mất này, những cái nút không may bị mất này. Những cái đuôi không may bị vỡ hay bị rơi mất này. Bên em hỗ trợ các bác miễn phí luôn. Không tính chi phí gì hết các bác nha. Các bác cần cái liên hệ với em sẽ cho các bác chọn đời mic luôn. Rất là nhiều, luôn luôn hỗ trợ. Đấy, lúc nào có em lại báo, lúc nào hết em lại báo các bác. Tương tự trong quá trình thì nó về thường xuyên, lúc nào cũng có thôi. Cho nên là các bác cần lúc nào em cũng có sẵn cả.
Đấy, thì em có thể gửi cho các bác là những cái chụp mic này đang còn rất là mới, 90% luôn. Những cái kính, những cái nút, những cái đuôi trọn đời luôn. Hỗ trợ các bác miễn phí luôn, không lấy một đồng tiền nào luôn nhá. Đấy, cái nhưng các bác hỗ trợ em tiền cước chắc cái 120.000 đấy. Đấy, chứ còn linh kiện này em có thể gửi các bác vài cái luôn cũng được. Không lấy một đồng xu nào cả. Đấy, lưu ý luôn các bác, cái mua mic của em là sẽ được hỗ trợ cái chuyện này rất là thoải mái luôn. Và cái dòng mic này là một cái dòng mic mà các bác biết rồi, là một trong những cái thương hiệu BF Audio, là một những thương hiệu mà nó cũng giống như Beyer vậy á. Là những dòng mic hỗ trợ giọng hát rất là tốt, hát rất là nhẹ, dễ hát, nó không có bị tiếng, hát nó bay, nó thanh tiếng, rất là dễ. Đặc biệt là những người mà giọng như em này, giọng nó hơi yếu và nó hơi bị vỡ tiếng, hơi ầm ồm á, thì hát cái dòng mic này nó rất là dễ hát, bay rất là cao. Nói chung là rất là feel, hát rất là feel các bác nha. Đấy, thì với một bộ mic mà nó đang đẹp như thế này, và hiện tại bên em đang bán với giá là 2.500.000 đồng một bộ các bác nhé. 2.500.000 đồng một bộ là các bác sẽ được bao ship tận nhà luôn, sẽ được bao ship này, tặng đầy đủ phụ kiện này. Và ngoài ra tất cả những bộ mic bên em bán ra cho các bác trong 2 năm vừa rồi, là 2 năm dịch ấy, thì bên em sẽ gửi toàn bộ cho bác là thay toàn bộ chụp mới hết. Bởi vì như các bác đã biết là trong cái bộ mic thì cái bẩn nhất nó vẫn là cái chụp mic này. Người trước hát rồi người sau hát rồi nó sẽ bẩn, có vi khuẩn, thì nói chung là nó cũng bẩn. Nói chung điều này chúng ta đã thừa biết rồi, kể cả người nhà chúng ta hát cũng thế thôi. Thì trong 2 năm dịch vừa rồi, kể cả đến bây giờ luôn, đang có dịch Covid, và để đảm bảo an toàn, dụ như vệ sinh cho tất cả mọi người cũng như yên tâm, thì về tất cả bộ mic các bác mua bị hàng bên Nam Thanh Sonos đó, những dòng mic BF Audio Bayer sẽ đều được bên em mua chụp mới 100%, thay vào cho các bác để các bác dùng cho vệ sinh. Các bác là thích chụp cũ em thì gửi lại các bác chụp cũ luôn, vẫn đang còn luôn. Đấy, còn riêng cái bên em bán ra cho các bác là sẽ thay 100 cho chụp mới cho bác hết, để các bác về các bác dùng cho nó yên tâm. Đấy, cho nên các bác hoàn toàn yên tâm mua cái hàng bên em, nó rất là chuyện chu. Đấy, cái phụ kiện kèm theo chống lăn, do sau ly nguồn, mọi thứ là sẽ đủ hết cho bác luôn. Và mic bán ra siêu đẹp luôn, trên 99%, 98-99% luôn cho bác luôn. Kính đặt còn trong, mọi thứ đang rất là nét căng luôn. Thì mỗi bộ mic này các bác sẽ được sự bảo hành trong vòng 3 tháng là một đổi một luôn các bác nha. Không, nhà em không bảo hành sữa bao giờ cả. Cứ lỗi là các bác gửi lại bên em, lấy bộ mic khác về. Ok, đó là cam kết từ bên em luôn. Và bộ mic này hát chất lượng âm thanh, hát thì các bác là yên tâm rồi. BF Audio là một cái thương hiệu lớn rồi, và giá hiện tại mọi người mua hàng bãi thì nó là rẻ hơn rất là nhiều số hàng mới của BF Audio các bác ạ. Đấy, chứ không phải đâu, những cái dòng BF mà hàng trần lan trên mạng bán một vài triệu, nó là những cái hàng nhái chúng ta không nói. Còn hàng chính hãng thì chúng ta ngày hôm nay mua hàng bãi nó rẻ cực kỳ luôn. Đấy các bác nghe. Và đương nhiên là chế độ tự ngắt mọi thứ và đủ hết các bác luôn, tiết kiệm pin. Dòng này nó khá là tiết kiệm pin. Nếu mà dòng đồ đô pin con thỏ mà các bác dùng lại pin đỏ đấy, nói chung là cái pin đỏ pin đéo á, pin đéo bên lại chúng ta hay dùng á, thì pin nó thường tầm khoảng độ 3 tiếng tùy chúng ta dùng chế độ sống gần sống xa. Còn các bác nào mà muốn dùng lâu thì có thể dùng pin sạc, hoặc là pin của Pana để các bác dùng cả buổi cũng được, thoải mái. Nói chung là so với những dòng mic sự kiện thì nó mic này nó tiết kiệm khá là nhiều các bác nha, tiết kiệm pin khá là nhiều so với những dòng mic sự kiện khác. Đấy, và hiện tại số lượng bên em về tập khoảng 20 bộ, và những bác khách nào hiện tại đang thích bộ mic này hãy nhấc máy lên và liên hệ ngay với cửa hàng âm thanh số độc đỏ các bác nha. Em cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video của bên em, và cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt.